chào anh em nha. Hôm nay shop của xe máy 4 tháng mình có về đường ít mình xăng con quay A110 hàng zin mới chưa sử dụng luôn. Đây mình xăng con quay A110 hàng zin mới chưa sử dụng luôn. Bao anh em này thợ test, nếu không đúng hàng sẽ đền cho anh em 100 tiền hàng phần giá trị món hàng này nha anh em. Bình xăng quay A110 mới 100% chưa sử dụng luôn, đúng hàng zin kèm thêm. Em bán cho anh em là giá là 550.000, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Bình mới 100% luôn. Bình này thì như anh em biết sử dụng cho từ máy 100 trở lên rất là ok. Xe zin xe độ nhẹ, làm nhẹ nhẹ chạy cũng rất là ok nha anh em. Đó, em quay cận cảnh chi tiết luôn cho anh em có thể nhìn thấy hoặc là soi để mà kiểm chứng cái món hàng của em bán là coi nó có đúng hàng hay không, hay là cái miệng ổng nói vậy mà cái hàng là khác đó. Em đây là em bán là người thật việc thật, hàng gì nó rõ là hàng đó, hình sao hàng vậy, đồ zin là đồ zin mà đồ lô là đồ lô, chứ không có chuyện mà bán đồ zin mà đưa đồ lô đó. Mình mới 100% chưa sử dụng luôn nha anh em. Đó, hình em bán là 550.000, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332 để sở hữu được bình xăng con quay A110 mới hàng zin chính hãng Kenhin chưa sử dụng luôn, giá 550.000, miễn phí giao hàng toàn quốc. Anh em nào có nhu cầu cứ alo em ha.